Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh. Ngưỡng bạch trên ni sư trụ trì, ni sư phó trụ trì, tác đại chứng minh. Kính thưa cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử gần xa thân mến, quý nam nữ Phật tử hôm nay đủ duyên lành chúng ta về lại đạo tràng Tân Giảng Phước để cùng tu học một ngày an lạc và tiếp tục đầy đủ nhân duyên hơn nữa là thầy trò của chúng ta có dịp gặp nhau để cùng chia sẻ những kinh nghiệm, chia sẻ những lời Phật dạy để áp dụng vào trong cuộc sống để chúng ta có được an lạc hạnh phúc trong hiện tại này và giải thoát ở tương lai. Thì trước khi vào buổi chia sẻ Phật Pháp, thầy xin cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho toàn thể đạo tràng quý nam nữ Phật tử luôn luôn được nhiều sức khỏe, thân an, tâm lạc và mọi sở cầu sở nguyện đều được như ý. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, hôm nay chúng ta ngồi đây chúng ta cùng với nhau chia sẻ những lời Phật dạy. Thì quý nam nữ Phật tử chúng ta nhớ lại về thời Đức Phật chút xíu. Khi Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, Ngài còn là Thái tử, Ngài chưa có hiểu biết gì về Phật Pháp, cũng như là chưa có thật sự là theo cái con đường giải thoát Phật Pháp này. Cho nên khi đủ duyên, Ngài dạo xong bốn cửa thành thì Ngài mới nhìn thấy được rõ ràng cái cảnh phải nói là già, bệnh, lão, và cái cảnh cuối cùng là thấy một vị sa môn với những bước chân thanh thoát, thông dong, tự tại, an nhiên. Một cái bước chân phải nói là không có suy nghĩ, vướng bận chuyện đời. Một cái bước chân ta nói xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, nó nhẹ nhàng, nó không dính bụi trần. Thì từ cái chỗ đó, Đức Phật đó, lúc đó Thái tử mới về lại Hoàng Cung và Ngài mới cảm nhận được rằng tuy bây giờ Ngài sống trong nhung lụa vàng son, đời sống hạnh phúc về vật chất lẫn tinh thần, ăn ngon mặc đẹp, vợ thì công chúa quá ngon lành luôn, nhưng cái cuối cùng á, là Ngài cảm nhận và Ngài thấy được rằng rồi thời gian nó trôi qua, Ngài cũng bị già, Ngài cũng bị bệnh và Ngài cũng chết như bao người khác. Như vậy thì bây giờ không có an lạc hạnh phúc gì hết, nó chỉ là hư ảo, dục vọng, thụ hưởng khi thân xác này còn hiện tại, còn có mặt ở trên dương thế. Nhưng khi mà chúng ta lìa đời rồi, thật sự mà nói cảm nhận tâm linh thì không đem theo gì được hết. Chính vì cái chỗ đó Ngài đã hiểu chính mình, Ngài đã hiểu được cái ý của Ngài. Tại vì Ngài nhìn thấy được hoàn cảnh xung quanh là Ngài đang tìm cho Ngài một cái câu hỏi, một cái câu trả lời. Cho nên Ngài phải tìm hiểu ý Ngài trước, và Ngài cũng hiểu được cái ý của chúng sanh, cái nỗi khổ của chúng sanh. Nhưng mà trước tiên để mà giải thoát cho nỗi khổ của chúng sanh, Ngài phải tự bản thân mình hiểu Ngài trước và tìm cho mình một con đường giải thoát. Rồi sau đó
mình mới có cơ hội, có nhân duyên cũng như là có cái năng lực, có cái năng lượng để mà nói mọi người nghe và mọi người thực hành theo. Chính vì thế, hôm nay Thầy chia sẻ cùng với quý nam nữ Phật tử bài pháp thoại với tựa đề là Hiểu mình là giác ngộ. Xin kính mời các Phật tử cùng lắng nghe. Bây giờ mình hiểu mình mới là sự giác ngộ. Bây giờ quý nam nữ Phật tử, mình bản thân của mình không chịu hiểu, mình cứ đi hiểu những người xung quanh mình. Cho nên từ chỗ đó chúng ta cứ gặp biết bao nhiêu là đau khổ, phiền não. Rồi người đời người ta phải nói là tặng cho chúng ta một cái câu nói phải nói là nhiều chuyện. Phải không? Cái thân mình, ý của mình còn chưa hiểu được cái thân tâm ý nghĩ của mình, mà mình muốn đi hiểu những cái suy nghĩ của những người xung quanh, thì cái suy nghĩ của mình để mình hiểu, mình đi tìm hiểu không khéo, người ta gán cho mình một cái chữ là nhiều chuyện. Thì đối với người tu của mình, xin kính thưa các Phật tử, nói gì nói chứ mình bị người ta nói mình nhiều chuyện, tự nhiên mình nghe cái mình sao? Lúc bây giờ là bồ đề tâm nó nổi lên hay là bồ đề gai nó nổi lên? Hả? Chắc bồ đề gai nó nổi lên trước. Nghe ai nói đụng chạm tới mình là phải nói xin kính thưa các Phật tử, lúc bây giờ là Phật đâu không thấy, chứ thấy ma nó khởi lên trước rồi đó. Là sân si nó khởi lên. Mà sân si nó khởi lên thì sao? Phiền não nó khởi lên. Mà phiền não khởi lên thì mình phát sanh những cái ý gì? Những cái ý niệm nó không đẹp, những cái tà niệm, những cái ý nghĩ phải nói là muốn trả thù, một cái ý nghĩ phải nói là ganh ghét, một cái ý nghĩ là thù hận. Cho nên nó không giúp gì được an lạc hạnh phúc cho tất cả chúng ta, mà nó chỉ làm cho mình đau khổ, phiền não. Chính vì thế bây giờ mình tu theo Phật là mình phải nhìn lại chính bản thân của mình. Mình hiểu mình trước đi, mình sẽ hiểu những người xung quanh. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử cho Thầy hỏi, các Phật tử đi chùa để làm gì? Ngày hôm nay thay gì ngày Chủ nhật các Phật tử ở nhà đi chơi, xem phim, nghỉ ngơi cho nó đã, cho nó thoải mái, nhưng mà mình không có những ý niệm đó, mà mình lại thích đi chùa đó, mình vào, mình về tân giảng phước đó, để mình tụng kinh niệm Phật, mình nghe giảng pháp, để làm chi vậy? Cho Thầy hỏi coi, để làm chi vậy? Để làm chi? Các Phật tử phải hiểu mình chứ, hôm nay có mục đích các Phật tử đi chùa làm gì? Nghe Thầy giảng. Thì hôm nào Thầy không giảng là nghỉ đi. Phải không? Phải không? Bây giờ chúng ta nên hiểu một điều, hôm nay con đi chùa, hôm nay tôi đi chùa là tôi muốn phải nói là tìm hiểu những lời Phật dạy để tôi hiểu theo một cách phải nói là dân gian bình thường thôi. Tôi đi chùa để cầu phước. Bây giờ mình khỏi nói vấn đề mày chi ly tỉ mỉ. Các Phật tử về chùa làm gì? Bạch Thầy, con về chùa để cầu phước. Bây giờ trước nhất là cầu phước trước đi. Chứ cầu thành Phật thì không biết như thế nào để mà gọi là cầu thành Phật. Mà cầu thành Phật thì phải nói là phải xả bỏ nhiều, nhiều cái sự mà tham muốn trong lòng của chúng ta lắm. Mà phải trải qua nhiều tháng, nhiều năm tu hành. Chúng ta có thể, có quyền, chúng ta nguyện hết đời này, con xin phát nguyện cho con lâm chung nhắm mắt con được sanh về cõi Phật. Mình chỉ được nguyện là mình được sanh về cõi Phật thôi, xin phép Đức Phật cho con được sanh về cõi của Ngài thôi, chứ mình nói là con nguyện kiếp này con thành Phật, đừng có mơ. Không được đâu. Nhưng mà chúng ta có quyền là chúng ta nguyện kiếp này con mãn báo cái thân phải nói là cái thân ngũ uẩn này, cái thân giả tạm này, xin cho con được sanh về cõi Phật. Nhưng mà sanh về cõi Phật thôi, hiện bây giờ mình phải tu gắt củ kiệu chứ không phải là tu lơ mơ đâu. Xin kính thưa các Phật tử, phải tu dữ dội lắm. Mình giàu sang phú quý nhưng mà mình không có đặt nặng vấn đề, không có chấp chặt về tài sản. Mình bị người ta phải nói là nhục mạ, phỉ báng, tao nói te tua tơi tả tàn tạ luôn, nhưng mình cũng không giận, không hờn, không buồn. Tại vì lời nói nó không có hình tướng. Mà mình tu theo giáo lý Phật Đà là nhiều khi mình thực tập là vô biên hạnh,
thì trong cái vô biên hạnh đó có cái hạnh vô ngã, phải không? Chúng ta tụng Kinh Pháp Hoa. Hồi nãy chúng ta tụng Kinh Pháp Hoa rồi đó, Hòa Thượng Sư Ông Thích Trí Quảng là phải là ngài tóm tắt ngắn gọn lại bảy phẩm cốt lõi về cái sự ngộ của ngài, cho nên ngài truyền đạt lại cái bổn môn đó, cái tâm kinh đến với những người có nhân duyên với Hòa Thượng nương theo tu tập. Thì trong Kinh Pháp Hoa chúng ta tụng, chúng ta thấy không, vô biên hạnh. Người tu học Phật như chúng ta là phải thành tựu được vô biên hạnh, chứ không phải là tôi tu hạnh nhẫn nhục vậy là được rồi. Cái này chỉ là một trong vô biên hạnh thôi. Tại vì sao? Chúng ta muốn chứng quả được, muốn sanh về được cõi Phật là chúng ta phải thành tựu như thế nào đó để giống với chư Phật, giống với chư vị Bồ Tát thì chúng ta mới thành tựu được đạo nghiệp. Như vậy thì bây giờ đó, mình đi vào chùa để mình phải hiểu mình. Hôm nay con về chùa để con tìm cái sự an lạc. Và cái sự an lạc như thế nào là tự giác quý nam nữ Phật tử phải nỗ lực, phải tinh tấn lên. Chẳng hạn như mình phải quán xét lại, mình phải quán chiếu mình. Bây giờ mình nhìn lại bản thân mình phải hiểu mình trước. Mình có những thói quen tật xấu, mình sửa chưa? Mình thay đổi được chưa? Hôm nay mình về chùa Tân Dạng Phước, mình tu tập khóa này là bao nhiêu rồi? Khóa này được bao nhiêu rồi? Ở đây là có Phật tử nào phải nói là đi trên từng cái số mỗi một năm như vậy là tham dự khóa tu tại chùa của chúng ta là từ 10 khóa cho tới 9 khóa đâu. Mà chùa chúng ta không biết là năm tổ chức bao nhiêu khóa nữa. Hả? Không. Một năm đó là tổ chức là mấy kỳ tu, 10 tháng hay là 8 tháng? 10 tháng. Ở đây được bao nhiêu Phật tử đi tu trọn vẹn một năm như vậy là 10 khóa? Được bao nhiêu người đưa thầy coi? Đưa thiệt đi. Hai cô hôm trước là chắc là phải là kỳ cựu nè. Vậy là cũng vậy là cũng lai rai hả? Còn các Phật tử không đưa tay là phải nói là có tháng thì có mặt, có tháng thì lặng, phải không? Cái này chúng ta tu là phải nói là tháng nào tu được thì tu, tháng nào tu không được thì hú, phải không? Phải không? Mình tháng nào mình có mặt được thì hay, còn tháng nào không có mặt thì mình lặng. Cho nên xin kính thưa các Phật tử, tại sao Đức Phật ngài nói với chúng đệ tử, cũng như là có lần ngài nói với ngài A-lan, ngài A-nan, ngài nói như thế này: này A-nan, ông nhìn thấy á, đất ở trong móng tay của ta nè, nó nhiều, hay là đất của miền đại địa này nhiều? Thì lúc bấy giờ ngài A Nan mới bạch Đức Thế Tôn: dĩ nhiên là đất của miền đại địa này nó nhiều hơn là đất trên đầu móng tay của Thế Tôn. Lúc bấy giờ Đức Phật mới nói: cũng như thế, nước mắt của chúng sanh nhiều hơn là biển cả. Thì nỗi khổ của chúng sanh nó nhiều lắm. Nước mắt là những nỗi khổ niềm đau, mà nỗi khổ niềm đau này mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi một người là một cảnh, mà không chỉ riêng gì là những Phật tử tại đạo tràng của chúng ta. Chúng ta có xem bộ phim là người giàu cũng khóc, phải không? Người giàu người nghèo khóc. Bây giờ phải nói tàn tật, thiếu trước hụt sau, không có cơm ăn, khóc không? Khóc. Vợ chồng đang sống chung với nhau, bỗng nhiên một tai nạn gì đó xảy ra, người vợ hay là người chồng mất, khóc không? Có nhiều cái nỗi khổ mà trong nước của chúng ta cũng như là trên toàn thế giới. Rồi một cõi ta bà này là 130 nước. Đức Phật chỉ nói đơn giản là cõi ta bà này thôi. Thì nước mắt chúng sanh nhiều, nhưng là nhiều hơn là biển cả. Đó là nói về con người chúng ta. Thầy mới nói là con người thôi. Xin kính thưa các Phật tử, thầy mới nói là con người thôi. Bây giờ ngoài con người chúng ta thì còn con nào nữa? Con chó, con chim, con bò, nó biết khóc không? Biết không? Các Phật tử nhìn coi, con khỉ nó biết khóc không? Trước khi làm thịt nó coi, nó buồn chứ, nó khóc chứ.
Nhưng mình là nghiệp chúng sanh, mình không nghe được tiếng nói của nó. Mình chỉ là tao ủy mạnh là tao giết mày, là tao giết mày, tao lấy thịt ăn thôi, chứ không nói gì đây. Mày khóc tao cũng giết, mày gian sinh tao cũng giết. Nhưng mà có một cái mày không biết nói tiếng người, chứ mày nói tiếng người cho tao bỏ dao tao chạy luôn quá. Lúc đó đâu dám giết. Cho nên là mình ủy mạnh, mình hiếp yếu. Từ chỗ đó xin kính thưa các Phật tử, nước mắt của chúng sanh nhiều hơn là biển cả là chỗ này. Cho nên nỗi khổ chúng ta nó nhiều chồng chất. Mà nỗi khổ này không phải là chỉ kiếp này chúng ta mới gặp, mà chúng ta đã gieo nhiều cái nhân không tốt từ vô lượng kiếp rồi. Cho nên bây giờ chúng ta sống tại cõi này là chúng ta đang trả quả. Trong đó có cái quả thiện và quả bất thiện. Người nào mà trả nhiều cái quả bất thiện là chúng ta nên hiểu rằng vô lượng kiếp mình tạo nhiều cái nhân công tốt, hay mình tạm hiểu là mình nghiệp nặng quá đi. Cho nên bây giờ tao nói nó khổ vô cùng. Khổ gì mà 5 năm nay vẫn khổ, 10 năm nay vẫn khổ, chưa thoát được cái khổ. Nhưng nếu biết tu hành thì từ từ chuyển hóa. Còn có những người sống, cha mẹ sanh ra, đời sống nó sung túc đầy đủ, lớn lên có gia đình thì chồng cũng thương, vợ cũng thương, con cái nó cũng hiếu thảo, đời sống nó tuy hơi nghèo, nó khá, nhưng mà không có bị những cái sự tật nguyền cũng như là giáo pháp tam bảo thì cũng có biết, thì đây là những người nghiệp nhẹ, đây là những người có phước. Cho nên xin kính thưa các Phật tử, mình về chùa mà bản thân mình phải nhìn kỹ lại cái thói hư tật xấu của mình để mình chuyển hóa. Hay nói thẳng ra mình tu theo giáo lý Phật Đà là mình phải nhìn kỹ lại cái tâm của mình nhiều hơn. Hòa thượng sư ông Trúc Lâm, hòa thượng sư ông Thích Thanh Từ là một vị tu thiền, là một bậc phải nói là trưởng lão của Phật giáo Việt Nam chúng ta hiện tại, là một vị cao tăng đương đại, là người còn sống, người còn có mặt ở trên cõi đời này. Ngài tu thiền, cho nên Ngài có dạy một cái câu: người tu đạo như chúng ta đó, nếu mà hiểu được cái tâm của mình đó, nhìn thấy rõ được cái tâm của mình đó, thì mình sẽ phải nói là bớt phí sức, bớt phí công. Phí á, bớt phí sức, phí công để mà tu hành, mà vẫn thành đạo. Còn cái người tu mà không thấy được cái tâm chúng ta thì sẽ phí công, phí sức rất nhiều. Nhưng mà cái sự ngộ đạo á, thì nó xa vời vợi. Cho nên khi chúng ta hiểu mình thì đây là một cái nhân duyên để chúng ta giác ngộ. Chính vì thế là hôm nay chúng ta mới chia sẻ cái đề tài là hiểu mình là giác ngộ. Cho nên các Phật tử không cần hiểu những người xung quanh làm gì. Không cần hiểu ở đây có nghĩa là mình không cần tìm hiểu rõ ràng cặn kẽ về họ. Dĩ nhiên là trong đời sống bạn bè, kinh doanh, làm ăn, giao lưu thì mình phải hiểu chút xíu chứ. Nhưng mà Thầy muốn nhấn mạnh ở cái hiểu đây là chúng ta phải hiểu mình trước. Tại vì mình là người tu học Phật, mình phải hiểu mình là mình còn tánh nào nó chưa được tốt. Tham lam, sân si, thù oán, ganh ghét còn hay không? Mình về chùa mình tu tập như thế này nè, tâm của mình có thật sự là thanh thản hay không? Rồi trải qua 10 khóa tu, hoặc là chúng ta tham dự 8 khóa tu, 6 khóa tu, mỗi một khóa như vậy là quý nam nữ Phật tử đều về chùa nghe pháp, và có một vị giảng sư giảng pháp cho các Phật tử nghe. Như vậy thì bây giờ các Phật tử cộng lại coi, trong những lần mình đi như vậy, mình về nhà mình thực tập lời Phật dạy, mình áp dụng vào trong đời sống gia đình, xã hội, mình thấy có an lạc hạnh phúc hay không? Và mình phải nhìn kỹ lại là mình có áp dụng hay là không nữa. Chứ nếu như chúng ta ngồi đây chỉ để đi cho nó vui, mỗi tháng về chùa Tân Nhận Phước cho đông cho vui, còn vấn đề tu thì thôi tàn tàn từ từ. Từ cái chỗ tàn tàn từ từ đó, có khi chúng ta có mặt, có khi chúng ta hợp lặng luôn. Thì bởi vì xin kính thưa các Phật tử, biết bao giờ mình mới chuyển hóa được những cái nỗi khổ
mà đời trần ai này mình sẽ gặp, mình đã gặp và sẽ gặp. Tại vì mình không biết trước được tương lai của mình ra sao, như thế nào về những ngày sắp tới. Cho nên trong thời hiện tại này, mình nhờ các phước mình ngồi đây mình tu niệm, xin kính thưa các Phật tử, cái phước này tuy là các Phật tử không nhìn thấy, nó không có hình tướng, nó chỉ có là cái hình tướng các Phật tử ngồi đây tụng niệm. Nhưng mà khi mà mình đổi lại được cái gì thì cái đó mình không thấy được cái hình tướng. Nhưng khi mình đi đường mình thấy trần ở xe nó muốn đụng mình không, nhưng mà hên quá nó không có đụng, né được. Thì đây là nhờ cái phước đây, nhờ cái phước ngồi đây tụng niệm đây. Chứ đừng nói phải hên cái gì chứ không có hên. Nhờ cái phước chứ không có hên. Có gieo tạ cái phước lành với Tam Bảo thì dĩ nhiên được chư thiên chư thiện thần ta gia hộ. Đây là lời phát nguyện của các vị chư thiên chư thiện thần. Chánh pháp của Đức Phật tồn tại nơi nào thì sẽ có các vị chư thiên theo ủng hộ chánh pháp và ủng hộ những người tu chánh pháp. Thì các Phật tử đang ngồi đây là chúng ta đang tu chánh pháp mà. Chúng ta đang tu chánh pháp cho nên chúng ta dĩ nhiên là niềm tin của mình đối với Tam Bảo là mình phải đặt lên trên hết. Cho nên quý nam nữ Phật tử, thầy xin chia sẻ, nếu mà chúng ta hàng tháng như vậy chúng ta tập trung, chúng ta tinh tấn, chúng ta về chùa tu tập ít nhất là 8 khóa thì tạm thời các Phật tử là những vị tu hành giỏi. Còn những người nào mà tu hành trọn vẹn 10 khóa gọi là xuất sắc. Còn nếu mà chúng ta được 8 khóa là 8 tháng rồi là coi như là giỏi. Thầy lâu lâu mới về đây được 1 lần chứ đâu phải về hoài đâu. Cho nên thầy tu dở. Phải không? Lâu lâu mới về đây được 1 lần. Thầy xin thưa các Phật tử là thầy biết tới ngôi chùa Tân Vạn Phước của chúng ta là năm 2012. Ở đây là mình đang nói với cái sự hiểu mình. Hiểu mình là giác ngộ. Đó, thì thầy nhớ là những năm tháng mà thầy đi về chùa Tân Vạn Phước là 2012. Là thầy theo đoàn giảng sư của Thượng Tọa Thích Trí Thọ. Kỳ đó thầy đi với Thượng Tọa Thích Trí Thọ, Thích Trí Châu, những vị tôn túc người ta về đây, người ta giảng pháp. Rồi thầy chỉ tham gia buổi chiều, tham gia buổi chiều trả lời những câu hỏi các Phật tử hỏi. Xin kính thưa các Phật tử, mình ngồi mình tham gia, mình cũng phải biết hiểu mình chứ. Mình hiểu mình là phải nói là cái sự hiểu biết của mình nó tới đâu. Cho nên thì mình trả lời câu hỏi, những câu hỏi nào cảm thấy nó dễ dễ thì mình trả lời. Còn những câu hỏi nào khó khó đẩy cho thầy Chí Châu thì Chí Thọ. Chứ mình dạy dột gì mình ngậm bùa hòn chi cho mệt vậy, cho nó mất mặt vậy. Phải không? Mình cũng phải hiểu mình chứ. Mình hiểu mình là cái mức chỗ nào. Thì những lần đi lần một, lần hai như vậy, và cũng sinh hoạt, cũng hát mấy câu giọng cổ tặng cho các Phật tử. Cái lúc bây giờ cái đạo tràng là phải nói là ý kiến với là ni sư chủ, ý kiến với ni sư trụ trì là thỉnh thầy giảng. Xin kính thưa các Phật tử, lúc đó nó rung muốn chết luôn vậy. Tại lúc đó mình cũng còn đang là tăng sinh mà, nó rung thấy mồ luôn, biết giảng gì trời. Mà bây giờ không lẽ là mình đi theo đoàn như vậy mà bây giờ ni sư thỉnh thầy giảng mãn giảng khóa sao, không lẽ giờ mình nói cô ơi con giảng không được, chết nữa. Phải không? Nếu mình nói vậy là mình chết nữa. Bây giờ mình mới đi ra để mình chập chững, để mình tập giảng. Thôi bây giờ biết gì nói nấy, cứ chơi luôn, suy nghĩ là chơi luôn. Trời ơi, tao nói cái đợt đó nhớ nè, lên ngồi đây tay mình nó rung cặp 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 vậy nè. Tay mình nó rung cặp cặp, phải lấy cái tay này chấp lại. Kỳ vậy, sao tự nhiên rung quá vậy? Đứng ca tại sao không rung, mà ngồi để giảng tự nhiên nó rung dữ vậy? Mình ca thì mình tự tin hơn, tại vì cái lòng bài hát nó có nhiều chữ à. Một câu, hai câu, ba câu, ca xong là nghỉ hết. Còn cái này đó, mình phải ngồi là mình nói lia lịa, mình ngưng khoảng chừng 5 giây thôi là mình thấy biết bao nhiêu cả mắt ở dưới nhìn lên mình, là mình cảm thấy là mình sao rồi, nó đơ liền. Nó đơ liền. Tại vì thầy có một cái
cái ông bạn mỗi lần đi giảng, đi giảng chung Bạc Liêu, đợt đó là cũng đi với thầy Chí Châu. Thầy Chí Châu cũng dắt đi để mà lăng xê mấy anh em giảng sinh, để cho các anh em có nơi để mà gọi là có nơi để mà luyện võ. À, thì khi mà thầy Chí Châu lên giới thiệu cho một cái anh bạn tăng sinh, giới thiệu đâu đó xong xuôi rồi, cái thầy Chí Châu đi xuống, thì anh đó nói chuyện được 10 phút. Nói chuyện được 10 phút cái lặng thinh. Lặng thinh luôn. À, cái bắt đầu thầy, lúc đó thầy với thầy Chí Châu ngồi với, ủa sao lại bị lặng thinh vậy? Nãy giờ im khoảng chừng là 1 phút rồi đó. Chứ máy trục trặc cái làm sao vậy đó. Đi lên coi thế coi. Có nghĩa lúc đó là giống như là ông thầy bạn, ổng chưa có kinh nghiệm. Ổng thuộc bài đi giảng. Cho nên giảng hồi cái tiện nó quên bài. Nó quên bài cho nên không biết cái gì nói vô. Không biết nói cái gì. Cho nên xin kính thưa các Phật tử, giáo pháp Phật Đà đó, mình hiểu để mình nói thì mình nói tới chiều nó không hết. Còn nếu như mình thuộc bài để mình nói, chết màu nó hồi tự nhiên hết bài à, quên. Mà khi nó đã quên rồi thì không còn gì để nói. Nó không được, nó không ra cái ý. Tại đang tập trung vào, cố ráng để mình nhớ cái mình đã học thuộc. Đó, thì ngày xưa thầy ngồi đây, trời ơi, cũng rung thấy mồ luôn. Suy nghĩ mình nói hồi đó nó quên, không biết làm sao trời. Lúc bây giờ vậy, nhưng mà lúc đó mình cũng có cái chiêu, thầy cũng có cái chiêu thủ sẵn rồi. Lỡ quên cái hát hai câu giọng cổ. Thì trong lúc hát hai câu giọng cổ vậy để mình nhớ. Cái miệng mình hát nhưng mà cái đầu mình phải cố nhớ cái những gì mình nói, những gì mình soạn. Chẳng nhớ ngày xưa là phải nói là cũng tại nơi này mình soạn bốn câu thơ hay lắm, đọc có hai câu sao quên mất tiêu. Bây giờ làm sao giờ? Cũng phải giả bộ, phải nói là phân tích hai câu thứ nhất, hồi mình cho qua luôn hai câu thứ hai, tại có nhớ đâu mà đọc. Cho nên xin kính thưa các Phật tử, đôi lúc mình phải hiểu mình. Cái thời điểm đó đi giảng, ta nói là nó đi giảng đi, nhưng mà nó rung, tại mình không có tự tin. Nhưng mà từ thời gian đó cho tới bây giờ, từ 2012 cho tới bây giờ 2019, nhiều năm rồi các cô Pháp Hoa, nhiều năm rồi. Trời ơi, tao nói là 7-8 năm gặp gỡ. Mà cái đợt đó phải nói là mỗi năm có khi về 2-3 lần. Rồi sau này phải nói là không đủ duyên với hai nữa, thầy cũng bận học tập. Cho nên nhiều khi là năm chưa thấy mặt một lần nữa. Một năm chưa thấy mặt một lần. Thì bây giờ á, thì có nhân duyên này, có nhân duyên nè. Phải nói là có nhân duyên. Chứ thầy mới đi giảng mà từ Đà Nẵng vô, mệt rồi. Mà anh Phật tử Nguyên Giác là nói là phải nói là chùa Tân Giảng Phước mời bữa 12. Mà hôm nay thứ 6, thứ 7 chủ nhật. Thầy nói, chà, lâu quá không về Tân Giảng Phước mà hôm nay sức khỏe nó cũng yếu lắm rồi, chắc không được quá. Tính từ chối rồi, nhưng mà nhờ những vị khác về, mời những vị khác giảng giùm. Nhưng cũng không có vị nào đồng ý chứ. Lúc đó mình phải gồng lên chứ sao giờ. Mà giấy Phật cho ngày mai con khỏe coi, chứ kiểu này thấy không ổn rồi. Kiểu này thấy không ổn rồi, nhưng mà sáng nay thấy nó khỏe khỏe thiệt. Sáng nay thấy nó khỏe, cho nên là liều đi luôn. Nãy giờ ngồi trong phòng là uống ly chanh nóng, cho nên thầy ngồi đây được cái đèn nó chiếu ngay nó ra mồ hôi nó khỏe. Chứ nếu nãy giờ mà mở quạt mà quay ngay thầy dắt thầy chịu không nổi quá. Cho nên là không được mở quạt ngay thầy. Mở quạt ngay cái là nó cảm nữa liền. Thì giờ mình quay lại cái vấn đề mình chia sẻ. Có những lúc cứ xin kính thưa các Phật tử, mình phải biết mình ở một mức độ nào, ở một cái trình độ nào, ở một cái đẳng nào để mình tu tập. Mình phải hiểu là mình quá trình tu tập. Bây giờ mình tu từ bên ngoài đây, mình tu vào bên trong. Bên ngoài thì dĩ nhiên các Phật tử biết buồn, biết vui. Thì những người khác, các Phật tử biết là người ta có biết buồn, biết vui giống như các Phật tử không? Biết chứ. Mình cảm nhận được cái buồn vui, cái quán hận, thù quán, cái sự ức chế. Thì những người xung quanh mình họ cũng có một cái cảm nhận, cảm giác giống như chúng ta.
Vì thế mình hiểu mình là đừng bao giờ mình gieo thù oán với chúng sanh. Mình phải hiểu chỗ này nghe kính thưa các Phật tử. Mình phải hiểu mình chỗ là mình sợ khổ, mình sợ buồn, mình sợ mất mát đau thương. Thì những người sống trên đời này là con người, họ cũng giống như mình như vậy. Mà bây giờ có khi là một con người đó cũng giống như mình nhưng mà họ không biết tu. Bây giờ mình biết tu nè. Vô lượng kiếp cũng có gieo nhiều cái duyên sâu dày với Tam Bảo. Cho nên hôm nay là chúng ta được tiếp tục gặp Phật Pháp. Còn những người, người ta cũng là một cái con người như mình mà người ta không biết Phật Pháp, thì xin kính thưa các Phật tử, họ không biết Phật Pháp thì họ có đi chùa tu tập như các Phật tử hay không? Có không? Không có. Mà họ đi chơi, họ đi du lịch. Thứ bảy chủ nhật là họ đi Vũng Tàu chơi, đi Hà Tiên chơi, đi Đà Lạt chơi. Không ai về chùa Tân Giảng Phước tu chứ. Chỉ có các Phật tử ở đây thôi. Cho nên tự bản thân mình cho một tràng khóa tay mừng cho mình đi. Tại vì sao? Tại vì các Phật tử biết tạo phước ha. Mình biết tạo phước, mình biết tu phước. Còn những người ta không có duyên đó, cho nên người ta không có biết tạo phước, người ta không biết tu phước, thì cái đó là cái duyên nghiệp của người ta. Còn bản thân của mình, hồi nãy thầy có thí dụ để cho các Phật tử nghe rồi. Cái nỗi khổ của mình nó nhiều như là nước biển, mà cái phước của mình á nó ít như là đất trên móng ngón tay vậy đó. Cho nên bây giờ là các Phật tử phải bòn phước, phải gieo tạo cái phước cho mình. Có phước thì chuyện gì nó cũng qua hết. Khó khăn cỡ nào, ngang trái cỡ nào, quán thù cỡ nào, quan gia cỡ nào, thì nhờ cái phước này nó sẽ chuyển hóa cho chúng ta. Không có người này giúp, cũng có người khác giúp. Người thân không giúp, bạn bè giúp. Bạn bè không giúp, khó khăn quá, vô chùa nhờ sư cô Như Hoa giúp. Thấy không? Đó. Cho nên các Phật tử chúng ta, mình nhìn lại bản thân mình, tâm mình bây giờ nó nhẹ nhàng chứ, tâm mình an lạc chứ. Nếu như mình đi chùa câu kinh tiếng niệm Phật, mình thấy cõi lòng nó an lạc, mình thấy về nhà mình tu sửa được những cái thói hư tật xấu của mình, mình thấy tâm mình nó nhẹ nhàng, nó không còn sân si nữa nè. Tâm của mình nó luôn luôn điềm tĩnh, nó luôn luôn bình tĩnh trước những cái áp lực, trước những cái sân hận, trước những cái chuyện không như ý. Nhưng mà tâm của mình nó vẫn phải là thản nhiên, từ từ để giải quyết. Chứ nếu như khoảng chừng 3 năm về trước, 5 năm về trước mà trước mắt tôi mà với những cái cảnh như thế này là tôi săn tay áo lên tôi làm tới luôn rồi. Nhưng hôm nay nhờ cái sự tôi có đi chùa, tôi có tu niệm, cho nên tâm của tôi dịu lại. Mà tâm mình nhẹ nhàng, mình dịu lại, mình định tĩnh là chúng ta có sự chánh niệm trong những lúc sân hận. Khi mà chúng ta có chánh niệm trong cái sân hận đó là các Phật tử đang niệm Phật đó. Khi mà mình có cái sự chánh niệm như vậy thì mình biết là giữ ý, giữ cái ý tứ của mình giữ cái ngôn ngữ của mình giữ lời, mình giữ được cái hành động phải nói là nóng nảy, vô tình nó xảy ra. Mình giữ được những cái lời nói, những cái ngôn ngữ làm cho người ta phải đau khổ. Cho nên xin kính thưa các Phật tử, trong quá trình tu hành, mình phải sửa đổi nhiều thứ, nhiều cái trong cuộc sống này. Chứ không phải là mình một sớm một chiều là mình thành tựu được hết tất cả những cái hạnh lành. Mà phải trải qua nhiều tháng, nhiều năm, giống như là quý thầy, quý sư cô, mình về chùa, mình tu tập. Thầy xin kính thưa các Phật tử, nếu như mình ngồi tại nơi này mà mình không chánh niệm, mình không nhớ, không hiểu cái sự diệu dụng của đời tu của các Phật tử, thì các Phật tử khó tìm được cái sự an lạc, hạnh phúc trong tương lai. Chính vì vậy á,
mà mình về chùa mình tu tập cũng như quý thầy quý sư cô ở chùa, là tu tập là uốn nắn cái tâm của mình lại, tự mình trao sửa cái tâm mình lại. Một ngày một tháng trôi qua, mình cảm thấy là cái hành động nào, cái hành động gì của mình nó chưa được tốt thì mình phải sửa, chánh niệm mình sửa nó. Cái ý nghĩ gì nó chưa tốt mình cũng phải sửa nó. Nhiều khi mình tham lam, mình ích kỷ, gia đình mình có chút xíu tài sản, có chút xíu cái kinh tế ổn định, dư dả chút xíu, bạn bè lại nhà chơi, nhiều khi mình sợ tới chơi hoài nó mượn nợ. Đôi lúc chúng ta cũng phải là, đôi lúc chúng ta có những cái suy nghĩ nó khởi lên. Rồi xin kính thưa các Phật tử, mình đi chùa tụng kinh niệm Phật, có những người suy nghĩ chạy đi chùa tụng kinh niệm Phật chi, giờ đó phải nói là cúng dường để cho mấy thầy mấy cô phải ngồi không, nó không làm gì hết mà ăn uống cho khỏe chứ làm gì, không ích lợi gì hết. Suy nghĩ gì thấy sai lầm, suy nghĩ gì thấy tội lỗi. Bây giờ tao nói những người vậy mà thiếu phước, cho nên họ suy nghĩ những cái sự thiếu phước, suy nghĩ một cái ý niệm nó khởi lên thấy xa rời tam bảo nghìn trùng. Cho nên nỗi khổ chúng sanh nó là như vậy. Và các Phật tử có nhân duyên chúng ta gặp được tam bảo là chúng ta phải cần nên cố gắng, cần nên nỗ lực, cần nên tinh tấn để hằng ngày chúng ta sửa đổi những cái tối hư tật xấu của chúng ta. Như vậy thì qua cái buổi giảng hôm nay, quý nam nữ Phật tử có thể chúng ta về lại nhà của chúng ta thì tự chúng ta suy nghĩ, tự chúng ta quán chiếu, từ hồi trước cho tới bây giờ mình tu tập được cái gì, mình thay đổi được bao nhiêu phần xấu trong lòng của mình, và mình phát triển được bao nhiêu cái thiện duyên trong lòng của mình. Cái này chỉ có các Phật tử hiểu các Phật tử hơn ai hết. Có nghĩa là chỉ có mình hiểu mình thôi, chứ người khác dĩ nhiên là không có hiểu mình bằng mình tự hiểu mình rồi. Rồi mình cũng nhìn lại những cái gì sai trái, sai quấy mình làm, mình vô tình, mình cố ý, mình làm. Mình làm vì cái sự tham lam, mình làm vì vật chất, hay là mình làm như thế nào mà chúng ta có thể là tự nhìn thấy nó là một cái hành động, một cái lời nó giả dối, nó tội lỗi, thì bản thân của chúng ta cũng phải tự ăn năn sám hối từ cái nơi ý niệm đó nó khởi lên. Chúng ta tụng kinh Pháp Hoa thì chúng ta phải sám hối trong từng ý niệm. Một ý niệm xấu nó khởi lên thì ngay liền giây phút đó các Phật tử nên sám hối liền. Thì mình sám hối như vậy á, từ từ cái chánh niệm của mình nó mới vững vàng, nó mới trụ được ở trong lòng của các Phật tử. Chứ nếu như á, mình đang ngồi mình tụng kinh, mình niệm Phật, ngồi nghe Pháp, mà những cái vọng niệm nó khởi lên, những cái tà niệm nó khởi lên, mà các Phật tử không có cái phương cách nào, không có một cái lý lẽ gì để mà ngăn chặn nó lại, thì cái này thì tội nghiệp chúng ta quá. Cho nên một cái ý niệm mà nó khởi lên, cảm thấy ý niệm này, ý niệm không tốt, ý niệm này là ý niệm xấu, ý niệm này là ý niệm đưa tới cái quả báo khổ, A Di Đà Phật, con xin thành tâm sám hối. Con ngồi tụng kinh mà tự nhiên con suy nghĩ xấu về cái người đó, con xin thành tâm sám hối. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì ngay từ giây phút đó là chúng ta đã có được cái vị Phật ở trong lòng chúng ta rồi. Mà mỗi một ngày như vậy nó trôi qua, quý nam nữ Phật tử biết bao nhiêu là những cái ý niệm vọng tưởng nó khởi lên trong lòng các Phật tử. Cho nên mình tu, mình phải hiểu mình là chỗ đó. Xin kính thưa các Phật tử, giống như ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài cũng đã hiểu được cái cuộc đời của Ngài, rồi nó cũng phải sanh, nó phải cũng già bệnh, rồi chết thôi, không chạy được. Nhưng mà cái người không biết tu, người ta chết thì sao? Sợ sệt, lo lắng, tiền bạc của cải, suy nghĩ còn bám víu, còn dương dấn, chưa có xả bỏ được, còn luyến tiếc,
Còn người tu chúng ta là như thế nào? Chúng ta thừa biết được thân người là vô thường, tâm chúng ta cũng vô thường, hoàn cảnh là vô thường. Cho nên bản thân mình không giữ được cái mạng sống của mình kéo dài mấy trăm tuổi thì huống chi chúng ta giữ những cái gì đó ở ngoài thân của chúng ta. Cái thân này là thân tạm thời của các Phật tử nè, mà các Phật tử giữ cho nó không già, không bệnh, không chết, các Phật tử có giữ được hay không? Có giữ được hay không? Mình không có giữ được, mà dẫu biết là biết của mình đó, thì mình giữ cái bên ngoài chi? Bên ngoài là dĩ nhiên là giữ không được rồi. Mà các Phật tử giữ được là giữ cái gì? Giữ được là giữ những cái thiện nghiệp, những cái phước đức, những cái công đức mà tu tập hôm nay nó thành tựu được, thì cái này sẽ là cái theo các Phật tử từ đời này sang vô lượng kiếp khác. Và những kiếp tương lai có được an lạc hạnh phúc hay không là cũng nhờ cái phước báo tu tập hôm nay. Và cũng ngược lại, nếu hôm nay chúng ta giải đãi, chúng ta dụng đường tu, mà chúng ta cũng nhờ cái phước là có quy y Tam Bảo, tu tập cũng tàn thôi à, thì cũng được sanh lên kiếp người đó. Nhưng mà là những kiếp người thiếu trước hụt sau, những kiếp người khổ sở. Cho nên là tự chúng ta thôi, tự mình phải hiểu mình. Mình thích giàu sang, sung túc, hạnh phúc thì mình phải tu niệm mới thành tựu được. Phải bỏ công ra tu tập thì công đức nó mới nhiều. Giống như ở bên ngoài, chúng ta muốn giàu sang thì chúng ta phải cực lực chúng ta làm ăn, chúng ta không để thời gian nó trôi qua lãng quý, thì lâu ngày dài tháng quý nam nữ Phật tử mới có được cái của dư của để. Còn nếu như mình lười biếng mà mình muốn có được tiền nhiều, muốn có được tài sản, được hay không? Xin kính thưa các Phật tử, được không? Không phải không? À, thì bây giờ mình tu tập cũng như thế, mình phải hiểu mình. Tại hôm nay đề tài chúng ta là hiểu mình là giác ngộ. Thì các Phật tử, thầy muốn nhấn mạnh là các Phật tử phải hiểu mình trước cái. Mình phải hiểu mình là mình sợ khó, sợ khổ, sợ nghèo, sợ không được hạnh phúc, sợ ly tan. Thì mình sợ những cái đó thì mình phải tu tập như thế nào để cho những cái đó nó không xảy ra đến với gia đình của mình, đến với bản thân của mình. Nhiều khi có những Phật tử thầy thấy là suy nghĩ rất tội nghiệp, hay hỏi những cái câu hỏi: kính bạch thầy, tại sao con đi chùa con tu cũng dữ lắm mà sao mà con khổ cũng khổ, con gặp nhiều cái chuyện trái ngang quá thầy, con cũng bố thí cúng dường con cũng làm dữ lắm á, con nghe pháp dữ lắm á, con niệm Phật cũng mỏi miệng luôn á, mà sao mà cũng khổ và khổ à? Hay gặp những cái nạn tai quá. Thì ở đây mình cũng chia sẻ thẳng, xin kính thưa các Phật tử, các Phật tử nên nhớ một điều rằng cái phước mình mới gieo tạo ở kiếp này, nhưng mà vô lượng kiếp ba đời về trước mình gieo nhiều cái duyên không tốt, cho nên trong đời hiện tại này sanh lên có những cái nghiệp từ quá khứ nó hiện về, nó làm cho chúng ta phải đau khổ, phải buồn phiền, chúng ta phải trả. Hả? Có khi là nhiều kiếp chúng ta trả, nhưng có khi trong đời hiện tại này chúng ta phải trả, là nhờ cái phước mà biết tu tập á, cho nên cái nghiệp ta trả trong hiện tại luôn. Trả trong hiện tại luôn để kiếp sau an lạc hạnh phúc. Cho nên đừng có buồn, đừng có khổ. Ha? Chúng ta gieo nhiều cái nghiệp không tốt từ nhiều kiếp. Kiếp này nhờ cái phước đi chùa đó, cho nên sẵn đây là chư Phật, chư Bồ Tát cho gặp nhau luôn, để trả nghiệp với nhau trong đời hiện tại này luôn. Để chi? Để trong đời này thật sự là hết nghiệp, để kiếp sau mới có sanh lại kiếp người, biết đâu là một vị sa môn tỳ kheo, một vị tu sĩ, một vị chứng đạo, hoặc là phải nói là tu giỏi mà, biết đâu, đâu có biết trước được bản thân của chúng ta, giảng sanh luôn thì sao? Cho nên chúng ta mà đi chùa tu tập nhiều, chúng ta gặp nhiều cái hoàn cảnh chướng duyên, trái ý nghịch lòng, quý nam nữ Phật tử phải ghi nhận cái ý niệm này, phải ghi nhận cái cảnh khổ này, từ đó sám hối liền với cái niệm khổ này và bằng lòng trả cái nghiệp này, chứ không có lẩn tránh, không có né tránh, né tránh cũng gặp nữa à.
Các Phật tử có thấy là cuộc đời của một Kiền Liên hay không? Có né tránh được hay không? Là một vị thánh tăng không né tránh được, nghiệp nó đã tới. Mà nghiệp này nghiệp vô lượng kiếp rồi, mà Ngài đã chứng quả vị A-la-hán rồi, mà đã chứng quả vị A-la-hán là không còn sanh lại kiếp này nữa, không còn sanh nữa, cho nên là phải trả nghiệp. Chứ nếu như Ngài né cũng không được, né thì chưa sạch nghiệp, chưa hết nghiệp. Cho nên nghiệp cuối cùng phải gặp cái cảnh đó, là phải gặp né cỡ nào nó cũng gặp. Cho nên xin kính thưa các Phật tử, hàng ngày chúng ta tụng niệm nhớ con người mình là nhân vô thập toàn. Mình tốt cái này, nhưng mình có những cái điểm yếu ở khía cạnh khác. Mình đẹp về hình tướng, nhưng nhiều khi cái tâm mình nó xấu. Mà có tâm mình có xấu hay không tự mình biết mình thôi. Hoặc là bây giờ cái tâm mình nó đẹp mà hình tướng mình nó xấu quá, do nhiều kiếp cô không biết phải nó là sơn đắp tượng Phật, mua hoa cúng Phật, cho nên nhiều khi nó không được cái phước tướng. Gặp các vị sa môn mà ngó lơ không, không chịu nhìn mặt thẳng để mà chào hỏi mô Phật ngó lơ không, cho nên nhiều khi nó có những cái thiếu phước. Thiếu phước cho nên là trong đời hiện tại nó có nhiều cái chuyện để mình nói. Mà đã nói tới cái nhân duyên quả báo, nhân quả thì xin kính thưa các Phật tử, không thể nào trong một ngày một bữa, một sớm một chiều mà mình nói được hết. Tại vì tất cả nhân quả Phật giáo thì mình đi ra ngoài đường mình nhìn thấy cảnh nào cũng có nhân quả chứ. Hôm nay lát nữa là chúng ta ngồi ăn cơm, thì cái chúng ta ngồi ăn cơm là cái quả mình ngồi đây mình ăn cơm. Nhưng cái nhân là sao? Cái nhân là phải có người với ta nấu cơm, người ta rửa chén, người ta lặt rau, lát mình mới có người gieo, cái người làm cái việc đó gieo nhân nấu cơm mình mới có cơm mình ăn, phải không? Có người gieo cái nhân may áo cho nên các Phật tử mới có áo lam này mặc, nó nhân quả. Cái quả hôm nay là mình được mặc áo này đẹp, nhưng mà cái cô kia kìa, cái ông kia kìa, ngồi mai phải nó muốn gãy xương sống rồi. Mắt nó mờ luôn, sáu kim nhìn theo những đường chỉ nó mờ mắt luôn vậy. Nhân quả là vậy đó. Cho nên mình tu, mình phải hiểu mình trước cái đi. Thầy nhắc đi nhắc lại, các Phật tử phải hiểu mình. Hiểu mình chính là sự giác ngộ. Mình giác ngộ Phật Pháp là mình đang tu tụng kinh niệm Phật, là mình đang tu bên ngoài thôi. Mình đang tu bên ngoài thôi. Nhưng mà nếu như mình thật lòng tu, mình phải hiểu mình. Con biết đây là tội lỗi nè. Con xin hứa với lòng con là không bao giờ con dướng vào cái tội lỗi này. Con không dướng vào những cái nghiệp xấu này. Lòng dặn lòng mình như vậy đó. Được hay không các Phật tử? Tốt đẹp quá trời luôn chứ có gì không được. Còn này nhiều khi mình tụng kinh niệm Phật cho nhiều, nhưng mà những chuyện xấu mình gặp mình tái phạm là vẫn tái phạm mà. Như vậy thì sao? Cái này là mình lừa dối Đức Phật. Mình lừa dối cái sự tu hành của mình. Mình lừa dối cái bậc thiên liêng cao cả, cái người dẫn đường cho mình, cái người hướng dẫn mình từ tối ra ánh sáng, đưa mình tới bến bờ an vui hạnh phúc, chỉ đạo cho mình, chỉ đường cho mình, để mình nương theo, mình giải thoát, mình an lạc, mình tiêu trừ được nghiệp khổ, mà thành tựu được cái nhân lành, duyên lành. Mà mình không nương theo, mình tu tập, mình không muốn làm Phật mà mình muốn làm ma, thì cái nghiệp này là tự chúng ta gieo tạo, tự chúng ta trả quả. Cho nên thầy khuyên các Phật tử, nói gì thì nói, đời thì muôn màu muôn vẻ, mình giữ vững được tâm Phật của mình, mình hiểu được chính bản thân của mình, mình hiểu mình là mình thấy được đâu là tốt, đâu là xấu, và cái gì tốt là mình nương theo, cái nào tốt là Phật, cái nào xấu là ma. Và từ cái chỗ đó là chúng ta nỗ lực, chúng ta phát triển những cái điều tốt để chúng ta sớm gặp Phật. Những cái điều gì không tốt chúng ta tự suy nghĩ nói nó là ma, mà ma là chúng ta phải tránh xa. Các Phật tử làm được không? Được rồi, tới đây chúng ta nghĩ được rồi. Nếu mà nói chưa được thì giảng tiếp, mà nói được là tới đây nghỉ. Tại vì đâu cần nói nhiều. Nói tới đây là các Phật tử là làm được hay không? Nói được là được là nghỉ. Một lần nữa cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tâm Phật của quý nam nữ Phật tử càng ngày càng kiên cố,
Và khi mãn báo thân này, cầu nguyện cho các Phật tử người nào cũng được sanh về cõi Phật. Và chúng con xin thành kính tri ân nhị vị ni sư chủ trì, cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho nhị vị ni sư luôn được pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ và mọi Phật sự đều được viên thành như ý nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.